Ok, xin chào bạn, mình là Huy của lĩnh vực SmallGym và chào mừng các bạn đã đến với STTB Khô Đến Tận Xương. Và hôm nay là buổi cuối cùng của tuần thứ 3 và ở đây thì chúng ta có một vị khách mời. Chào anh Huy và chào các bạn khán giả của kênh SmallGym. Mình là Dũng, là học viên và hiện tại mình đang là học viên của SmallGym. Dũng hôm nay sẽ đến đây và muốn thử một chút về cái buổi cardio strength kinh hoàng mà các bạn vừa được trải qua trong vòng 2 tuần trước. Và ok thôi, Dũng muốn nói gì không nhỉ? Em chắc là không có gì đâu, vì em đang hơi kiểu em hơi vừa lo lắng hồi hộp với buổi ăn hành sắp tới. Đầu em bây giờ chỉ đi đến tạ ăn hành thôi. Ok, đã chuẩn bị đi nhà rồi chưa? Em có tiếng hát của Tom Brady đây rồi. Let's go. Ok, thì chương trình vẫn như trước thôi. Chúng ta sẽ có 4 bài tập: pull up, rồi squat, rồi tháo bớt tạ, và chúng ta sẽ có overhead press, và cuối cùng chốt đơn bằng deadlift. Mỗi bài tập làm 10 lần. Chúng ta thì có thời gian nghỉ giữa mỗi bài để đủ di chuyển và thực hiện. Kết thúc cả 4 bài này thì chúng ta sẽ có khoảng 300 giây để nghỉ giữa mỗi bài. Cái này thì mình sẽ có một số lưu ý nhé. Thì đây là tuần thứ 3 của chương trình rồi. Thế nên thì sẽ có thể là chúng ta sẽ hơi bị hụt hơi một chút. Thì chúng ta có thể hơi giảm một vòng cho 5 bài. Nhưng mà chú Huy thì không. 1 I was building on the lecture. Verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true side trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. One shot for the kill. The breeze cut, freeze up. Straight dropping the chills. I'm talking. Taking over pieces and shares of all big sky high. Check the movement is here. Yeah. Yeah. It's one heart, one shot. Now the future is yours. Go. Turning dreams into reality. In the lab with the formula and chemistry. The memories spark and motivate and make the industry shake. We put the bars in the breaks. I'm talking one. One chance at best, yes. Painting pictures for the culture, keep the brushes fresh. Took the cover, broke the drum, a passion never rests. Feeding with a teacher under pressure, now be blessed. See, I was so good for the glow. It's one up, one shot. Now the future is yours. Go! Yeah. It's one on one shot, now the future is yours, go! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
khí. 3 4 5 6 7 8 9 10 that hoe, yeah.
ba cái nữa 8 9 nào, để kết thúc nào. Ok, cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên SmallGym. Với các bạn nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline như là đăng ký mua sách, chỉ dẫn cơ bắp hay là mình vào tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage SmallGym, Instagram của mình là small.gym hay là Facebook cá nhân của mình. Mọi chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chương trình này trong vòng 3 tuần và chúng ta chỉ còn 1 tuần nữa để đến với khô và tận xương. Và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người ủng hộ mình ở trên YouTube: Kiện tướng quốc tế Duy Linh, Kiện tướng quốc gia Duy Khánh Đinh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.